lang thang ăn xin, trèo kéo, đeo bám khách du lịch là những hành vi gây ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa, văn minh và làm xấu đi hình ảnh của khu du lịch quốc gia Sapa. Để Sapa luôn là một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa đang phát động chiến dịch thi đua toàn dân chung tay xây dựng hình ảnh Sapa, đô thị du lịch sạch, đẹp, văn minh, trong đó có việc giải quyết tình trạng trèo kéo, đeo bám khách và ăn xin trên địa bàn thị xã. Vì một Sapa sạch, đẹp, văn minh, yêu cầu các tổ chức cá nhân và bà con nhân dân không tham gia vào các hoạt động trèo kéo, đeo bám khách và xin ăn trên địa bàn. Đối với các bà con đang tham gia trèo kéo, đeo bám khách, muốn có việc làm ổn định, đề nghị đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã phường, chủ quản để đăng ký nguyện vọng chuyển đổi sinh kế. Thị xã Sapa sẽ tổng hợp nhu cầu của bà con để tổ chức các khóa đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho những người tự nguyện đăng ký với chính quyền địa phương. Đối với người cố tình tham gia trèo kéo đeo bám khách hoặc lợi dụng trẻ em tham gia trèo kéo đeo bám khách và ăn xin sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ nhà đi lang thang dưới mọi hình thức. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi cha, mẹ, người giám hộ ép buộc trẻ em đi lang thang kiếm sống, lợi dụng trẻ em đi lang thang để trục lợi. Đối với các đối tượng được xác định là có hành vi chăn dắt, bạo hành với người lệ thuộc, bắt, ép buộc người già, trẻ em ăn xin làm công việc nặng nhọc, độc hại sẽ bị xem xét mức án xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội hành hạ người khác. Đối tượng trường hợp trẻ em lang thang trèo kéo, đeo bám khách và ăn xin mà không có người giám hộ, tổ công tác giải quyết tình trạng trèo kéo, đeo bám khách và xin ăn của thị xã sẽ lập biên bản và đưa đi Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lào Cai để giáo dưỡng. Khuyến nghị đối với khách du lịch, hợp tác, ủng hộ chủ trương của thị xã Sapa để xây dựng hình ảnh du lịch Sapa tốt hơn. Không mua hàng và sử dụng dịch vụ từ những người trèo kéo, đeo bám, không cho tiền và quà cho những người ăn xin vì như vậy sẽ khuyến khích tình trạng này xảy ra và khó giải quyết dứt điểm. Phản ánh tình trạng hành vi xấu ngay cho ban chỉ đạo giải quyết tình trạng trèo kéo, đeo bám khách và ăn xin của thị xã Sapa hoặc tổ công tác giải quyết tình trạng trèo kéo, đeo bám khách và ăn xin cấp thị xã để quyết liệt thực hiện chương trình, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa cũng như xây dựng hình ảnh Sapa đẹp trong mắt du khách. Mọi thông tin phản ánh vui lòng liên hệ Thường trực Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng trèo kéo, đeo bám khách và ăn xin thị xã Sapa, 089 phố Xuân Viên, phường Sapa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, hotline 0214 3888 123, email phòng vhtt@sapa.lào cai.gov.vn. Vì một Sapa sạch, đẹp, văn minh, Sapa quyết tâm nói không với nạn trèo kéo, đeo bám và ăn xin. Giấy phép xuất bản số 215 ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.